at this time. I'm Jim Vega, the president of Voice Canada and the president of CDN. Tiando and Jane Wynn. Thank you, Andrew. Xin chào các bạn, quý vị và các bạn. Kể từ lúc đó, thay mặt cho ban tổ chức, xin chúc hết kính chúc tất cả các bạn, quý vị và các bạn một năm mới an khang, nhiều sức khỏe và mọi điều như ý. Năm nay là năm thứ hai, Voice Canada cùng với CDN tổ chức mừng Tết để đánh dấu sự ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt chúng ta ở Canada và đặc biệt là thành phố Mississauga và Brampton. Năm vừa qua, Voice Canada cùng với CDN, Chùa Pháp Vân, Trung tâm Nguyện Diệu Cộng đồng Mississauga và Thời báo Media đã hoàn tất việc bảo trợ 108 chương trình tị nạn đến từ Thái Lan, 3 gia đình tị nạn đến từ Syria, và hiện chúng ta chỉ còn phải lo cho một gia đình tị nạn và có thể đến cuối tháng năm này là chúng ta đã hoàn tất việc đó luôn. Trong năm vừa qua, cộng đồng của chúng ta cũng đã xuất chiến để bảo lãnh thêm 50 chương trình tị nạn đến từ Thái Lan, 20 đến từ Indonesia và thêm một gia đình 2 người đến từ Syria. Việc bảo lãnh thường mất khoảng từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Cho nên hy vọng là vào cuối năm 2019 hay là đầu năm 2020, cộng đồng chúng ta sẽ có dịp tiếp đón một số chương trình tị nạn mới. Năm vừa qua, cộng đồng của chúng ta ở Mississauga cũng đã thành công vận động cho thành phố ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng của chúng ta bằng một công viên tên là Sài Gòn Park, và hy vọng là vào cuối mùa xuân năm nay hay là đầu mùa hè, Sài Gòn Park sẽ được chính thức khánh thành. Và trong dịp đó, chúng tôi cũng sẽ xin được mạng phép kính mời tất cả quý đồng hương cùng đến tham dự lễ khánh thành của Sài Gòn Park. Trong năm vừa qua, các anh trẻ trong CDN cũng đã hình thành một cái học bổng có tên là Mẹ Bonnie Crombie để khuyến khích con cháu chúng ta chú tâm nhiều hơn vào việc học hành cũng như tham gia trong việc xây dựng cộng đồng. Chúng ta cũng không quên đến những cái người vô gia cư ở thành phố Mississauga. Năm nay là năm thứ ba cộng đồng của chúng ta tham dự vào cái Mẹ Crombie Food Drive để mà đi để mà quyên góp thực phẩm cho cái Mississauga Food Bank. Năm 2016, cộng đồng chúng ta quyên góp được hơn 5.000 sao. Năm 2017, cộng đồng chúng ta quyên góp được hơn 10.000 sao. Và năm 2018 vừa qua, cộng đồng của chúng ta đã quyên góp được hơn 24.000 sao thực phẩm. Và mới đây nhất, cùng với Hội cựu công nhân của người Việt Nam Cộng hòa vùng Ontario, cộng đồng của chúng ta cũng đã thành công cộng đồng thành phố Brampton đến năm 2019 là năm đầu tiên thành phố công nhận lá cờ vàng ba sắc đỏ là lá cờ biểu tượng của cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta. Chúng ta đã đạt thấy được khá nhiều thành quả trong năm 2018 và trong tinh thần đó, chúng tôi tin chắc là năm 2019 cộng đồng của chúng ta sẽ tham dự nhiều hơn, đóng góp tích cực hơn để cộng đồng của chúng ta có thể góp phần xây dựng một cái cộng đồng mạnh hơn, toàn kết hơn, để chúng ta có thể tự hào khi nói chúng ta là người Canada tốt đẹp. Xin cảm ơn.